Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi em lên chỗ nhà quýt nha, mới về thêm con này nha. Bữa có con bán rồi. Con này chạy máy Thụy Sĩ nha, máy Thụy Sĩ luôn. Mấy dòng mày dòng thương hiệu nè, Swift. Dòng này quýt nha, nó cũng độc lạ. Thì anh em mà hay showroom quýt chưa có cái mẫu này chốt này. Quýt pin ha, nè, ghi là Swift mát chuẩn mặt trắng. Xe ngang con này thì 42, mỏng thì 78. Quýt Thụy Sĩ nha, máy Thụy Sĩ luôn, máy xịn rồi. Con này em bán 550 mã Q10 nha, 550k mã Q10 ha. Rồi con này thì một cái kiểu này móc khóa nha, nó thiết kế kiểu móc khóa về nè, móc móc khóa xe gì đó kẹp vô ha, dây khóa dây già ha. Con này hình như máy máy đen, máy Nhật đen ha. Rồi cái này kiểu anh em sẽ tầm 150k mã Q12 ha. 150k ha. Móc khóa hoặc là móc vô cái cặp bóp gì bình thường nha. Xe ngang 36. 150k mã Q12 để cho nhà xem mặt sau nó coi. Đó, thông số ha. Thương hiệu nó đầy đủ nha. Rồi ai kết chụp hình tin Zalo cho em 150. Rồi con này nha, con này thì hôm nay em sell xuống 1480 nha. Con này quýt Thụy Sĩ, con này chắc lắm. Con này anh em mà thích kiểu quýt, chốt này quýt Thụy Sĩ luôn, máy Thụy Sĩ luôn nha, tiếng Nhật. Cái này nó có như cái này dặn vặn ra được, vặn được. Nó kiểu coi như là cái gì à? Lịch vạn niên sao nha, thông thiên văn sao đó. Rất là hay luôn, anh em hay cho đầm quýt nữa, đừng nên không nên bỏ qua cái mấy con này. Cái chất vàng xịn luôn, nó dạng xịn, nhìn chất vàng đã lắm. Con này thì cái đồng hồ nó sẽ khác ta xíu, em hướng dẫn cho anh em mà để anh em biết luôn. Thì thay vì là mình cái đồng hồ của mình nó chạy nè, cái kim kim giờ nè, nó qua 12 tiếng là sẽ là 1 giờ, nhưng mà cái này nó qua hai hai lần mới được nha, là 2 lần mới tính 1 giờ nha. Nè, chỗ đang chỉ 3 giờ nè, nó qua 1 lần là mới 3 rưỡi, qua thêm lần nữa là bắt đầu 4 giờ nè. Thì tức là cái này nha, cái này hình như không, cái này nó vậy nữa nha, thay vì là nó qua 1 lần á là một khía là 1 giờ nha, tự là em tính tính sai rồi. Thay vì bây giờ đây để em quay lại cái này cho nhà dễ hình dung, cái này thay vì cái này là 12 giờ đêm ha, 12 giờ đêm ở 12 giờ đêm nha, thì nó sẽ qua qua một một giờ nè, ở này qua ở qua giờ, tức là 1 giờ sáng là một khía nè, một khía là 1 giờ nha, từ bữa em chắc tính sai rồi, đúng rồi, một khía 1 giờ nó tới 24 khía ha. Nè, bắt đầu 2 giờ nè, 3 giờ nè, ấy vậy nha, nó giờ mới hiểu nha, con này nó độc luôn, nó thiết kế máy này nó độc ha. Là con này cũng là lạ, anh em sưu tầm được. Nó là máy Thụy Sĩ nha, máy Thụy Sĩ, máy chuẩn, xe của nó là 41.6 mỏng 11 ly ha, máy thủy Ronda nha, nước vàng chắc lắm, anh em cầm cái này nặng tay, đầm tay. Rồi con này em bán 450 nha, sale 450 nha, sale xuống rồi. Thì con này nha, nó là cơ Thụy Sĩ, cơ cốt 17 chân kính, 17 chân kính nha. Em lúc trước cũng bán máy này nè, anh em hay sưu tầm. Nó là chuẩn luôn. Máy rui bự lắm, lúc bữa có quay ra, có quay cho xe máy rồi. Con này nha, nó cái kính chỗ này nè, nó hơi nè. Cái nhà nhìn nghiêng thì thấy thôi, thấy cái vít rạn xíu thôi. Còn lại bình thường nha, thì quýt là mình để bỏ túi hoặc là trưng bày thôi, nó có xíu đây thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, nên giá con này sẽ hơi xíu nha. Quýt Thụy Sĩ ha, nước vàng xịn này, dây khóa của nó luôn, xe ngang của nó 42 mỏng 12 ly. Rồi con này em bán nhà em sale vui cho nhà 600 thôi, chứ Thụy Sĩ giá này là cũng như nhà đang mua cái máy, nó máy Thụy Sĩ máy to luôn, chạy kim rốn đang chạy rất ok ha, Swift mát chắc lắm, mấy dòng thương hiệu của nhà cầm tay chắc. Bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.